Em xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Này em quay cho cô chú anh chị mình xem tổng quát một cái mảnh vườn nha cô chú anh chị. Mảnh vườn của mình là có tổng diện tích là 2 hecta 6 nha. Đất của mình là hiện tại bây giờ là có ôm khoảng cỡ là hơn 100 m ở mặt tiền đường cấp phối này cô chú anh chị này. Đường cấp phối lớn thế này nha. Trên đất hiện tại bây giờ là chủ nhà họ chỉ trồng chuối thôi. Thì đất này thích hợp cho cô chú anh chị mình trồng các loại cây như là cà phê, các loại cây ăn trái nha. Mảnh đất của mình thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cà Rồng, tỉnh Đắk Nông. Từ cái mảnh đất này mà ra trung tâm trường chợ cấp trường cấp 1 cấp 2 ủy ban trường chợ cô chú anh chị thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 6 đến 7 cây số cho cô chú anh chị. Còn về hướng Sài Gòn là 270 cây số nha, về hướng Lâm Đồng có tầm 45 cây, về huyện tới huyện Đam Giang của tỉnh Lâm Đồng nha cô chú anh chị. Đất của mình hiện tại bây giờ cái chỗ mà cỏ vàng vàng thế này cô chú anh chị này. Diện tích đất của mình hết nha, tổng là 2 hecta 6. Đất của mình á, là hiện tại bây giờ có cái hồ để mình có nước để tưới nha cô chú anh chị. Nhưng mà cái hồ này hiện tại bây giờ nếu mà mình mua thì mình múc thêm lớn và sâu xuống nữa nha, để đủ nước để mới tưới được cho cô chú anh chị. Đất của mình là hiện tại bây giờ cái chỗ mà màu vàng đấy, cái chỗ sạch ấy, trồng chuối là đất của mình hết nha. Cô chú anh chị đang quan tâm tới cái mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại để em để sẵn trên màn hình nha cô chú anh chị. Mảnh đất của mình thì hiện tại bây giờ chủ nhà đang kêu giá là 900 có thương lượng nha cô chú anh chị. 900 có thương lượng, tổng diện tích là 2 hecta 6. Cô chú anh chị mà quan tâm thì đến mảnh vườn này thì liên hệ cho em để mình tìm hiểu và tham khảo đến mảnh vườn này nha. Đất của mình thì hiện tại bây giờ là chưa có giấy tờ gì nha cô chú anh chị, nhưng mà miếng đất này là đất trồng cây lâu năm nha cô chú anh chị. Test lên bản đồ là đất trồng cây lâu năm nha, do chủ nhà là ngày xưa là họ mua là họ không ở nhà để làm đo đạc để làm tích lục nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là chủ nhà họ bán là chủ bao tranh chấp, giấy tờ tay bao tranh chấp nha cô chú anh chị. Xung quanh thì là có số có tích lục hết rồi nha, xung quanh là họ đã đo đạc là có tích lục hết rồi, nhưng mình đất của mình thì hiện tại bây giờ là chủ nhà là họ chưa làm giấy tờ. Nếu cô chú anh chị mà nếu mà mình mua thì sau này cần làm hỗ trợ bằng về giấy tờ pháp lý thì tụi em có thể là hỗ trợ cho cô chú anh chị nhé. Nhưng mà cô chú anh chị mình phải bỏ tiền ra thì tụi em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị để mình làm thì tích lục số đo được nha cô chú anh chị. Xung quanh họ đã làm hết rồi nha, do miếng đất của mình là chủ nhà ngày xưa không ở nhà, khi đo đạc chủ nhà không ở nhà cho nên là không kê khai để là mình làm đo đạc cho cô chú anh chị. Hiện tại với chủ nhà họ bán là chỉ mà bao tranh chấp giấy tờ tay, xung quanh họ ký rắp danh. Cô chú anh chị đã quan tâm tới cái mảnh vườn của mình thì liên hệ cho em nhé, để mình tìm hiểu đến mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Mảnh đất của mình là đất đỏ ba gian này cô chú anh chị này, đất màu đất đỏ ba gian này, thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình trồng tất cả các loại cây ăn trái cũng như là cà phê nha cô chú anh chị.